Vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Em Xuân Hùng Ô Tô đây. Em chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc. Ngày hôm nay thì em lại quay lên và giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe, đó là chiếc xe Ford Fiesta. Các bác nhé, Ford Fiesta, một cái dòng xe hatchback dáng form dáng nhỏ gọn, động cơ 1.5, tiết kiệm nhiên liệu. Các bác nhé, Ford Fiesta được trang bị 5 ghế mà dáng hatchback, quá đẹp luôn. Biển 34 màu trắng. Vâng ạ, thưa quý vị, một chiếc xe này mà chạy gia đình thì nó quá là ok và hợp lý. Riêng cái dòng Ford, nó ra một cái chiếc xe Ford Fiesta này, nó là cái dòng xe mà dáng hatchback nhỏ gọn, xe gia đình, quá là tuyệt vời luôn. Các bác nhá, xe được trang bị màu trắng này, động cơ là máy 1.5, được trang bị 5 ghế. Các bác nhá, 5 ghế luôn. Thì xe được trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp đáp còn đẹp. Các bác nhá, lốp đáp còn đẹp. Sơn si nội ngoại thất quá ok, 2013 các bác nhá. Đấy, 2013. Máy thì chỉ có 1.5 thôi, ăn xăng rất là ít và tiện lợi. Cái dòng máy xe nhỏ nhỏ này mà máy 1.5 thì chạy quá sướng luôn. Các bác nhá. Đấy, biển 34. Ford Fiesta nhá. Con này cực chất luôn. Các bác mua về sẵn đi thôi. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 315 triệu đồng. Các bác nhá. Chỉ có 315 triệu đồng thôi thì một chiếc xe Ford Fiesta này các bác có thể sở hữu chiếc này ngay. Bên em vẫn bao hồ sơ, vẫn bớt cho các bác nếu các bác có nhu cầu mua chiếc xe này nhé. Đấy, la răng đúc còn đẹp, lốp láp còn dày. Em sẽ cho xem nội thất này. Nội thất chiếc này thì cũng rất là đẹp luôn. Các bác ạ, đây nhá. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện 4 kính này. Gương kính chỉnh điện đầy đủ này. Các bác nhá. Số tự động máy 1.5. Các bác nhá, số tự động. Đấy, số tự động máy 1.5 này thì được trang bị điều hòa, điều hòa này, điều hòa cơ thôi. Các bác nhá. Ở trên cái mặt này trông rất là giống một chiếc rất là giống một cái siêu nhân. Nội thất rất đẹp luôn nhá các bác, còn nguyên zin. Số tự động máy 1.5. Và chiếc này thì thưa các bác là xe cực chất luôn. Về sẵn đi thôi, keo chỉ bao zin không mất một phân keo chỉ là. Đấy, một chiếc Ford Fiesta bản hatchback. Câu nhá, bản hatchback luôn. Một chiếc xe được gọi là xe gia đình, nhỏ gọn, tiện lợi, các bác có thể mua về đi gia đình cũng rất là ok. Đấy, xe Ford Fiesta nhá, dáng hatchback nhá. Hatchback biển 34 Hải Dương luôn. Và em mở cái cốp sau cho bác xem này. Chiếc này thì cốp sau nó cũng khá là rộng. Đấy, nó cũng rộng ngang ngang với lại dòng Y20 hoặc Y30 này. Đấy, hoặc là ghét này các bác này. Đó, đời 2013 luôn các bác nhé. Giá thì siêu rẻ luôn, chỉ có 315 triệu đồng. Đấy, một chiếc Ford Fiesta 2013, số tự động máy 1.5. Đấy, máy 1.5 các bác nhé. Chúng ta có thể mua về đi gia đình, hoặc các bác nào có thể mua về để mình chạy dịch vụ taxi kiếm thêm đồng tiền trong cái mùa rét này cũng quá là ok. Một trang bị màu trắng nhé. Đấy, một Ford Fiesta quá đẹp luôn, nội thất đây ạ, quá đẹp và chất lượng các bác nhé. Một chiếc Ford Fiesta đây. Em quay buổi tối nhưng mà chắc chắn các bác nhìn cũng sẽ rõ hơn, bởi vì máy em bật flash lên rồi thì cũng dễ nhìn thôi. Đấy, keo chỉ thì bao zin các bác luôn, không mất một phân keo chỉ là quá ok luôn nhé. Đấy, một chiếc Ford Fiesta này 2013, số tự động, máy 1.5. Đấy, tư nhân và biển Hải Dương nhé. Đây, em sẽ cho các bác xem về máy luôn này. Em sẽ bật lổ máy lên cho các bác xem nhé. Vâng, thưa các bác, đây là máy của chiếc xe Ford Fiesta bản hatchback máy 1.5. Đây ạ, máy 1.5 chạy rất khỏe. Và dòng Ford thì các bác biết rồi, xe chạy rất là sướng luôn. Chiếc này thì đời 2013 các bác nhá. Và bên em đang chào bán cho các bác là chỉ có 315 triệu đồng thôi. Máy 1.5 số tự động. Đấy, xe được bao zin, không đâm đụng, không lỗi lầm. Và xe rất là chất luôn. Để các bác có nhu cầu mua xe thì alo cho em nhé. Vâng, thưa bác, thì vừa rồi em đã giới thiệu cho các bác một chiếc xe Ford Fiesta 2013, số tự động máy 1.5, và một cái dòng xe hatchback nhỏ gọn, giá thành rất là hợp lý luôn, chỉ có 315 triệu đồng thôi. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 0789 323 799. Em Xuân Hùng Ô Tô. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác.